Heo ơi, đi đâu vậy? Ê, lạnh quá, đợi tôi xíu các bạn ơi. The Christmas Show. Wow, nhân vật đình đám nha. Kim Chang Jung, đây là một ca sĩ rất là... Đúng rồi đó. Được phải vậy đó. Đúng rồi đó. Thì hôm nay Harry đã mua hai cái cây ủng hộ ca sĩ. Bữa nay chúng tôi làm fan tỉnh lên dưới quê lên. Dạ, mình là fan từ nước ngoài về luôn á, ca sĩ à. Ờ. Đấy. Tôi là fan tỉnh dưới quê lên ủng hộ cho rước cho này. Thần tượng. Rước là dạ cây ca sĩ. Ô! Quà sáng dữ bay. Sáng không? Hôm nay là Christmas Eve. Cho nên anh xin với Harry mình sẽ Have yourself a merry little Christmas. Gì đó? Em không có quen con nhỏ đó nha. Điên phải điên chung thì mới không có nhục, cũng điên một mình nhục à. Nói chung là mình sắp đi sớm xa rồi mọi người ơi. Vui quá trời vui. Ê, cái chỗ này mình đi qua chưa ta? Hả? Chỗ này mình đi qua chưa ta? Em nghĩ là chưa. À, mình chưa qua đó. Rồi Hàn Quốc quá trời stadium để phía trước đi quá trời con người người ta. Mà Hàn Quốc nhiều stage quá ha, nhiều sân khấu quá ha. Rất nhiều sân khấu. Mà người ta đi xem show là người ta mua vé từ mấy tháng trước. Ghê thì cái thấy đặt online không luôn á, không cần ra rạp luôn á. Không cần ra rạp luôn. Bên Hàn ra rạp làm gì có bán. Không có vé để mua. Vừa in cái là nó lên trên kia là online lấy hết rồi. Tức là gì nè, cái gì mà vé là chỗ nào mà chỗ mình ngồi thích á là phải đặt trên online mới có liền. Mà bên đây nè anh ơi, anh có biết không, cái show này là người ta bán vé từ ngày 2 tây tháng 12. Ghê vậy. Bây giờ là 24 đúng không? Vậy mà những cái ghế mà ghế VIP hai bên. Ê heo, tới em quay đi dành mỗi tay quá, lạnh quá. Vậy, okay. Lạnh quá. Rồi sao nói tiếp đi. Nó quay tôi thôi, thấy tôi đẹp vậy thôi, rồi nói tiếp đi. Không tin luôn. Không tin luôn. Mình cũng lạnh tay mà bạn. Bạn đời ơi. Bạn đỡ hơn rồi, giờ tôi quay nhiều rồi, giờ tới bạn đi. Bạn đời ơi, mình cũng lạnh tay mà đúng không? Bữa nay chắc không độ luôn á heo. Ồ lạnh đó, lạnh. Làm vậy sao để cái tay ra ngoài giống như để như cái đá vậy. Trời, có xếp cấp cứu kìa. Xếp cấp cứu anh xin ơi. Xếp cứu là để đá lát chở tôi đó. Người ta chuẩn bị sẵn đó, chuẩn bị sẵn để có chuyện gì là hốt đó. Hốt phải không? Yes. Hốt liền chứ. Nói chung là phải có cái này. Nói chung là em, ôi anh xin ơi, em nói thiệt á. Trời ơi, em thích ông này 20 năm. Hôm nay em mới lần đầu tiên em coi show được cho em mừng muốn chết. Đây là một cái món quà lớn của Giao. Coi chừng nước, coi chừng nước. Ê chồng ơi, nhưng mà em lại có thôi tắt đi nha. Tắt đi nha. Ok, đưa đưa qua thôi đi đây. Anh chuyển qua cho. Thôi đi đây các bạn ơi. Đi nha, đi coi show nha. Bye bye mọi người, bye bye. Em không có quen nhỏ đó, nó khùng đó quý chị nha, em không có quen nó.